Vâng. Cắn sợ bị rơi à? Không phải, nó cắn gắn chi nó ướt. Mua về nó cắn đi đúng không? Đau này thế đó. Cung. Sau đó chính là cung. Thế của anh Hải chiến thắng. À đây, đây là chủ quán. Chủ quán chứ. Đây, đây là nhà của chung quanh. Thế này là nhà của chung quanh. Cùng một cây nhá, một cây đây. Một cây đấy chứ. Cây của xong một cây quả, xoài quả xanh, xanh quả hạnh. Đây là quả xong của ai. Đây cái chục thỏ này. Khách thập phương này công đức 30 triệu. Chủ công trình. Cứ ông cứ xem, hai ông cứ nói chuyện với xem. Đây là cái dãy chơi này là dân trong là thôn công đức. Thôn là bao nhiêu? Có 278. Anh Văn ơi, em có thể lên anh ở trong đấy. Đây này, tiếp sang đây. Đóng khác rồi. Đây là công đức. Công đức có đóng góp được không có ở đây? Ai ai thì trong có. Thuốc nào thế nào? Mới hút được. Ừ. Về chuẩn bị họ phải triển khai công tác nhiệm vụ của năm 2019 trong cái chương trình của mặt trận xã của mình đây. Đấy cái chữ chúng ta tạo nói cũng bình thường. Chúng ta chuẩn bị coi như là động viên nhân dân tăng và chăm sóc cho lúa chiêm xuân năm 2019. Tiêu về kỹ thuật tuyên truyền phòng trừ sâu bệnh rồi chuột. Chúng ta học triển khai về công tác sản xuất của thôn. Vừa qua là cũng cái mương dẫn nước từ đồng hóc về đi chạy quanh làng sẽ nạo vét mương cánh đồng đồng khoái. Tôi ý kiến thêm ạ. Như ý kiến của tình hình là có cái khó khăn là dân mình có một số hộ cũng chưa được tự giác. Vứt vào cái chỗ vứt không vứt thì cứ vứt tự do. Đấy là một số cái cá nhân cũng có đều. À,
Ủa, năm nay là chín mấy cả? Thì bảo cũng phải cứ đâm lưng. Thế mới khỏe à? Chơi luôn với thầy ai đấy. Quá vậy nha. Bắt đầu rất chơi chơi. Người cây thả quét, thả vất. Chẳng biết là họ có nghe không? Nói chẳng biết là đi xa. Nó đi cùng cái gọi là bà con phong nhau xung mương. Nó đi mà là người nhất. Không bao giờ quyền. Thế mà cả. Trước bằng là tất cả những chuyện hàng ngày là quên, có khéo có cháu rồi biết thì nhớ cả những câu thơ và phân tích câu thơ, nhưng mà cái chuyện hàng ngày này thì gần như là quên cả những cháu này như nào, nhưng mà chuyện gì cùng mà người ấy cũng là không đặc biệt thì mấy và làm gì ông sông nó đã đi nhiều chuyện là cái nhỏ. Nhân dân người ta không phải đóng, người ta không khéo ủng hộ, bây giờ. Và bây giờ là muốn làm gì cả thành cãi nhau. Không cứ để càng nhiều càng không quần không họp được. Và thứ hai nữa là khó quản lý. Ban luôn nếu là cứ đấu cho người ta ăn mua được thôi, mặt bằng xây dựng hết là ngon nhất. Dân là lo thật lạ lớn. Mình ngày đi mình đợi mình khi đồ giá mình yêu cầu là không có gia đình cô mấy vợ chồng. Đấy, mình cũng tán dân. Nếu mà tán dân thì không thể ưu tiên tán cho Nguyên Tân An được. Khó khăn này là tiêu chí lên cao hơn. Rồi, nhưng mà bỏ ra. Đi rồi, làm cái gì? Đây, đây. Ê. Cứ quay cái vào đi. Alo. Cái này là cơ, cái kia là bộ phận, cái kia là cơ, cái này là bộ phận.
đây vào phòng luôn nhà này. Chị cứ bẻ bình thường đấy, cho em vào quay.